gì mà nó sướng như quê chứ. Đi làm về, ra ngoài vườn ngồi câu cá, nó yên tĩnh mà. Anh! Rồi, tới nữa rồi, hết yên tĩnh luôn. Đi đâu đây vậy? Làm gì vậy? Con cá gì vậy? Không thấy sao hỏi em? Sao trong nhà đi, con cái chẳng đi, ra đây chi nữa? Ủa, tôi ra tôi nói chuyện với chồng tôi không được hả? Nói chuyện nguyên đêm mà hôm không đã sao giờ trốn ở đây ngồi câu cá cũng ra rủ nói chuyện nữa. Ừ, không nói chuyện thôi, đi vô. Ừ, vô đi. Nói chuyện thấy ghét, tôi ngồi lại nữa nè. Tới nữa rồi chứ. Ngày mai anh đi làm rồi đó em, cho anh hóng mát bữa đi. Từng có một lần hả? À. Thì anh hóng mát thì hóng mát đi, ai cản anh đâu. Anh! Trời ơi trời, nó nhỏ nhỏ thôi, cá nó nghe, lớn nó không ăn. Ngày mai giờ tôi đi làm rồi đó nghe. Ở nhà tào lao đi. Tôi điện về thường xuyên đó cho bà biết. Thôi mệt lắm quá, tối ngày kiểm soát. Đang làm gì ta? Rồi, báo em mới tới nữa. Anh hai! Em! Nè! Hai chị em bà đó đi đâu đó đi đi. Muốn mua gì mua. Chị Nhiên có tiền xài chạy. Đi mày. Ăn gì không em mua? Không. Cho anh xin 5 phút bình yên là được rồi. Không thôi. Đi à. Ừ, chạy xe từ từ đó. Ở nhà đó nha. Tôi điện về mỗi ngày đó cho bà biết. Biết rồi, làm gì nói hoài vậy. Đi đi. Alo, em đang ở đâu vậy? Đang ở nhà nè, chứ đâu. Thiệt không nha. Đâu thử bắt máy sinh tố lên nghe thử coi. Mệt thiệt chứ, để ăn chút. Rồi nghe chưa? Rồi nghe rồi. Ở nhà đó nghe, không đi đâu nghe. Biết rồi, thôi à. Alo, đang ở nhà hả em? Ở nhà nè. Đâu bật cái máy sinh tố lên nghe chơi coi. Được chưa? Ờ rồi, rồi rồi, vậy được rồi. Thôi ạ. À. Anh hai mới về. Ừ. Nhà còn cơm ăn không Như đó, bụng quá. Còn, em mới nấu ở chổng á. Ủa? Rồi chị hai mày đâu, không nấu? Trời ơi, cái máy sưng tố bị hư, ngày nào bà cũng đem đi sửa hết trơn á.